chưa chạy xe thì trời rất là nắng và nóng. Mình sẽ dừng chân ở rừng cao su này. Mình thấy nơi đây rất là mát nha mọi người, nên mình sẽ nghỉ dẫm tại đây thôi. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nha mọi người, nên mình sẽ nấu nước sôi ăn mì gói ở đây thôi. Phong cảnh ở đây rất là đẹp nha. Trong thời gian mình để nước sôi để ăn mì thì mình sẽ ăn dưa hấu. Cũng may là mình còn có trái cây. Nằm đây thư giãn rất là thoải mái nha mọi người. Rất là mát luôn. Cái đó có xúc xích đây hả? Dữ vậy. Cũng gió rồi. Nước thì cũng đã sôi rồi nên mình sẽ đổ vô mì thôi. Chỉ cần chờ thời gian 30 giây là mình có thể ăn rồi. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình rất là đói rồi, xin phép mọi người mình ăn đây. Sau khi ăn mì xong thì mình quyết định sẽ làm một giấc mini khỏe rồi mình sẽ đi xe tiếp nha mọi người.